truy tặng huân chương lao động cho 2 nhân viên y tế tử vong vì chống dịch COVID-19 do có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, 2 nhân viên y tế được Chủ tịch nước ký quyết định truy tặng huân chương lao động hạng 3. Xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại tờ trình 1115 TTG ngày 5 tháng 9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký các quyết định 1543 QĐ-CTN và 1544 QĐ-CTN truy tặng huân chương lao động hạng 3 cho bác sĩ hạng 3 Trịnh Hữu Nhẫn, sinh năm 1961, nguyên trưởng trạm y tế xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè và nguyên điều dưỡng hạng 4 Trần Thị Phương Hằng, sinh năm 1979, điều dưỡng Bệnh viện Nhân dân Gia Định vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, từ ngày 20 tháng 5, tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện những ca nhiễm COVID-19, bác sĩ Trịnh Hữu Nhẫn đã cùng tất cả nhân viên trạm y tế xã Phước Lộc thực hiện nhiệm vụ điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm. Đến ngày 11 tháng 7, bác sĩ Nhẫn xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 nên được chuyển vào bệnh viện hồi sức COVID-19 Thủ Đức để điều trị. Đến ngày 4 tháng 8, bác sĩ Nhẫn qua đời vì COVID-19. Đối với điều dưỡng Trần Thị Phương Hằng, làm việc tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Nhân dân Gia Định, ngày 27 tháng 7, Bệnh viện Nhân dân Gia Định chuyển khoa hồi sức tích cực thành khoa hồi sức COVID-19, điều dưỡng Hằng tiếp tục nhận nhiệm vụ mới. Ngày 31 tháng 7, chị Hằng dương tính với SARS-CoV-2 được đưa vào Bệnh viện hồi sức COVID-19 để điều trị. Ngày 13 tháng 8, chị Hằng được xuất viện sau khi xét nghiệm cho ra các kết quả đủ điều kiện về nhà. Chị Hằng xin được về nhà mẹ ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai để tiếp tục tự cách ly theo quy định. Khi về đến Đồng Nai, chị Hằng khó thở và được trở vào trung tâm y tế huyện Xuân Lộc cấp cứu nhưng tử vong. Sau khi 2 nhân viên y tế tử vong vì tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngày 24 tháng 8, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh có công văn gửi Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xét công nhận liệt sĩ đối với 2 nhân viên nêu trên.